Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này. Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin. Chúng con xin được kính chào các cha. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban truyền thông của giáo phận Kon Tum, chúng con xin gửi lời chúc mừng đức cha trong vai trò tân giám mục giáo phận Kon Tum, và cảm ơn đức cha đã dành thời gian để chia sẻ với chúng con qua ban của truyền thông của giáo phận. Kính thưa đức cha, chúng con rất muốn được nghe đức cha chia sẻ về những cảm xúc của mình khi được chọn làm người kế nhiệm coi sóc giáo phận Kon Tum thay cho đức cha Nikae. Thì nói về cảm xúc thì khi mà nghe tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm như vậy thì mình cũng cảm thấy được an ủi vì thấy là mình được tín nhiệm. Nhưng mà đồng thời thì cũng rất là lo lắng vì thấy khả năng của mình thì cũng còn giới hạn. Trong khi đó thì giáo phận của chúng ta đó thì rất nhiều khó khăn. Mà không phải bây giờ mới khó khăn, nhưng mà từ lâu rồi. Từ đời các đức cha tiền nhiệm trước thì mỗi thời cũng có những cái khó khăn riêng, và bây giờ chắc chắn là cũng có những cái khó khăn nữa trong cái giáo phận của chúng ta. Giáo phận của chúng ta lại thuộc về vùng sâu vùng xa, cho nên nó lại càng khó khăn hơn nữa. Thì không biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết trông cậy phó thác vào Chúa thôi. Thế còn đề sức của mình thì tôi cũng thấy thì thôi, mình cũng làm theo khả năng, làm theo những cái gì mà Chúa ban cho mình thì mình đem ra để phục vụ, tới đâu thì hay tới đó, chứ mình cũng không biết nó sẽ như thế nào. Kính thưa đức cha, đứng trước những khó khăn cho vùng đất truyền giáo Tây Nguyên, nhất là ở trong vùng đất của giáo phận Kon Tum, thì như vậy đức cha đã có kế hoạch gì cho chương trình mục vụ của mình trong vai trò giám mục chánh tòa giáo phận Kon Tum, và đâu là những vấn đề mà đức cha sẽ ưu tiên và quan tâm để thực hiện hơn? Thì trước đây thì đức cha Mikae đã phát triển giáo phận rất là nhiều. Ngài là người đi gieo vải, và Ngài đã đi gieo rất là nhiều cộng đoàn nhiều nơi, thành lập nhiều cái sứ đạo như cộng đoàn nữa. Đó thì tôi có lẽ tôi sẽ tiếp nối cái bước chân của Ngài để mà coi sóc những cái gì mà mình đã có đấy. Tôi cũng không có tham vọng để mà mình làm nhiều hơn nữa đâu. Nhưng mà bấy nhiêu đi theo bấy nhiêu cái con đường của đức cha Mikae thì cũng đã rất là mệt lắm rồi. Và nói về cái chương trình mục vụ thì nói tới cái chương trình thì nó thường thì những cái người mà người ta ứng cử đó, người ta ứng cử, người ta sẽ có một cái, phải đưa ra một cái chương trình hoạt động như thế nào. Còn mình đây thì mình kể như là được chỉ định nhá. Cho nên mình đâu có trông chờ vào cái chức vụ này. Cho nên tôi thấy là chắc là cũng phải tùy cơ ứng biến. Chứ còn bây giờ đưa ra một cái chương trình phải như thế nào thì chưa có rõ ràng. Cũng không dám rồi thôi, để coi thử là cái vấn đề nó sẽ đi tới đâu thì mình thực hiện đi theo cái hướng đó. Và cái vấn đề ưu tiên thì có lẽ là cái vấn đề phải đào tạo nhân sự, tại vì cái muốn cho một cái công việc gì nó được hoàn thành, nó được tốt thì phải có những con người phải làm nên cái đó. Cho nên về cái mặt nhân sự này chắc là rất là cần thiết, chắc là sẽ phải để ý hơn trong cái khía cạnh đó. Kính thưa đức cha, để chương trình mục vụ mang lại những kết quả tốt đẹp thì theo đức cha đâu là những cái yếu tố quan trọng và cần thiết trong sứ vụ của đức cha? Nói về cái sự quan trọng thì quan trọng là phải có cái sự đóng góp của tất cả mọi người, nhất là của các linh mục và các tu sĩ. Đó thì mọi người
nếu mà biết nhìn vào cái lợi chung, nhìn vào cái công ích, thì như vậy chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Và như người ta nói, hợp quần thì gây sức mạnh. Chúng ta biết cộng tác với nhau, làm việc chung với nhau, đồng trách nhiệm với nhau. Và thì như vậy hy vọng là sẽ có kết quả tốt đẹp. Tôi nghĩ như vậy. Vâng, kính thưa Đức Cha, những tâm tình của Đức Cha rất mộc mạc, rất đơn sơ, rất chân thành. Tuy nhiên, cái thông điệp mà Đức Cha muốn gửi đến cho mọi người thông qua cái chương trình mục vụ của mình với tư cách là giám mục chánh tòa giáo phận Kon Tum, thì Đức Cha có thể chia sẻ cho chúng con về cái thông điệp ấy. Thì cái thông điệp là muốn là tất cả mọi người trong giáo phận của chúng ta sống cái đức tin của mình và thể hiện cái đức tin đó qua cái đức mến, qua cái lòng mến. Bởi vì chúng ta sắp bước vào một cái năm lòng thương xót của Chúa, nên chúng ta sống được cái sứ điệp của Hội Thánh đưa ra. Và như vậy thì một mặt thì chúng ta đi chung với lại cái nhìn chung của giáo hội toàn hoàn cầu, và mặt khác nữa thì chúng ta cũng xây dựng được cái cuộc sống đạo của chúng ta một cách rất là thiết thực. Vâng, một lần nữa ban truyền thông giáo phận Kon Tum chúng con xin cảm ơn Đức Cha về tất cả những tâm tình mà Đức Cha đã chia sẻ cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa luôn tiếp tục đồng hành với Đức Cha, ban cho Đức Cha muôn ơn khôn ngoan của Ngài để Đức Cha đón nhận sứ vụ mới và phục vụ nhiệt tình hơn trong cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên này và đem nhiều người về cùng với Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Rồi, cảm ơn ban truyền thông. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường. Ý Chúa con dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư u ấp bao tình mến. Ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Chúa lại gần con và ôm.